Ôi, em đi vật trộm xấu nhá mọi người. Thế nào ở gần cái đường về nhà em nó lại có cây xấu ở đây này. Có mỗi một cây nhá. Đây, quả to đấy. Nên là trồng làm cảnh cờ nhà đó. Ở cái đoạn dưới kia thì nhiều xấu lắm. Có một chỗ nó nhiều, nó mấy trăm cây, mấy trăm gốc cơ. Nhưng mà em không vặt, nhưng mà hôm nay thế nào đi về, đang đi về đường trên nhà thấy cái cây cây này. Đấy, thế là bẻ nó ít về để nấu ăn. Ui, xoài quả to đấy. Anh em nào lấy số em trước cơ. Ship miễn phí luôn. Người ta bảo nó đúng là xấu, xí, chua lòm như cái mèo. Loại này về làm kiểu gì, ngâm rượu à? À, ngâm giống ngâm kèn à, ngâm đường. Rồi bật ít thôi, bật ít vài nấu canh chua. Ui, quả to hết, đúng không khác gì số Việt Nam này. Đó. Từng này đủ ăn một mình, cái này ăn cứ nửa tháng mới hết. Mỗi hôm cho hai ba quả nó canh chua ăn cho mát. Cây xấu này trong sách nó nói là một cây thuốc ấy, để làm thuốc ấy, nhưng mà em chưa nghiên cứu về cái loại này. Xấu này khả năng là chữa ho này. Dùng rễ, dùng vỏ chữa hoa gì đó. Trung Quốc trồng xấu làm cảnh, Việt Nam thế mà Việt Nam vẫn cân xấu hơn Trung Quốc, nhưng mà nó cân nó nhập ở tỉnh nào thôi, chứ còn khu em đây thì nó không biết ăn xấu, chua lỏm nó bỏ chua không ăn. Nhưng Việt Nam thì quả xấu này dân Hà Nội giàu về xấu, bán xấu, bán nước xấu, giàu về nước xấu, xây nhà tầng. Nhưng Trung Quốc ở khu này chỗ em thì quả xấu này nó vứt đi. Còn Trung Quốc thì nó vẫn nhập, vẫn cân số mình thì chắc nó chuyển đi vùng nào, tỉnh nào thôi. Ủi quả kia to thế. Trên cao to lắm.